Nếu con đồng hồ điện tử hay kim vu? Vu. Nó có năm là kim điện tử. Có chứ. Hả? Có hai đời. À thế à? Loại nào nó có hai đời? Thứ một là cái thằng chi 747. À chi Minh thì là thằng 747 này. 747 cũng có đèn điện tử là đời sau mà. Chạy nhát này chưa? Tôi xem rồi. Nhưng mà thằng xem cái thằng Trung Lan. Đèn tia này. Thằng Trung Lan chi Minh nhịp vẽ nó có cả 635 gôn, 747 gôn. Nó nhiều lắm. Đôi sợ đôi là 100 nó lấy bằng học về đấy. Thế mà sợ. 100 gôn đây này. Mò mò mát phết. Mình cứ gần là mình chén. Đéo này đi đâu cả. Ê chú ơi, không lên đâu xem này này. Mày... Đấy, ông này cũng quăng Đức Hùng ở Cầu Giấy chúng tôi này, hòng lên tận đây đấy. Cái nghề nó ăn hạ, cái món này nó say chưa lắm. Ông ấy chỉ coi cái hồ gần trong kia nha, thế này thích rồi đấy. Rồi kiếm được tiền thì lại về đấy. Dưới con đẻ về giấu vào nó không về nó bảy thôi. Khai ra thì cái chỉ phải bỏ cái này cho hơn chục triệu thôi. Anh chơi thế là cũng đã cậu mợ rồi đấy. Như thế là ổn rồi đấy. Còn nếu mà có đòi hỏi hơn nữa thì còn phải từ từ.